Bạn có trang trại hay những sản phẩm nông nghiệp sạch và chất lượng mà chưa có nhiều người biết đến hay đầu ra chưa ổn định? Với thời đại công nghệ truyền thông phát triển, chúng tôi sẽ giúp bạn quảng bá những sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả với chi phí rẻ nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0356015854. Nuôi loài thú lạ ngủ ngày ăn đêm, ba anh em làm tranh thủ mà vẫn bỏ túi 800 triệu trên một năm. Tiên phong trong phong trào nuôi chuột gương quy mô lớn ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, ba anh em ruột ở xã Tân Thành khiến nhiều người nể phục khi vừa làm ở nhà nước vừa kiếm 800 triệu trên một năm từ mô hình với đặc tính ăn thịt, ăn tạp cỡ nhỏ, dễ nuôi, ít dịch bệnh, hiệu quả kinh tế cao và ít tốn công chăm sóc nên chuột gương được nhiều nơi nhân giống. Chuột nói chung và chuột gương là loài thú có đặc tính thích ngủ ngày và ăn đêm. Tận dụng điểm này, nhiều người đi làm ở nhà nước vẫn dễ dàng chăm sóc phát triển thêm kinh tế nhờ nuôi loài chuột gương. Gia đình ông Huỳnh Thanh Hùng, 42 tuổi, ngụ xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cũng là một công chức đam mê nuôi chuột gương. Hiện gia đình anh Hùng đang xây dựng chuồng trại nuôi chuột gương quy mô lớn và có uy tín. Theo lời của anh Hùng, dù hiện tại có công việc ổn định, nhưng vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông nên từ nhỏ anh đã có niềm đam mê đặc biệt với nghề chăn nuôi. Sau khi lập gia đình, anh mạnh dạn thuê cơ giới đào ao nuôi cá trình, cá bống tượng, làm chuồng nuôi heo rừng. Tuy nhiên, các mô hình trên không đem lại hiệu quả cao. Tuy vậy, anh Hùng không bỏ cuộc mà luôn tìm tòi và mong muốn tìm kiếm thêm thu nhập từ công việc chăn nuôi. Năm 2016, anh nhận thấy mô hình chăn nuôi chuột gương đem lại hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với những người đang đi làm như anh. Anh mạnh dạn đầu tư. Theo anh Hùng, thời điểm đó, anh đã xây dựng chuồng đáp ứng nuôi 10 cặp chuột gương. Tuy nhiên, anh chọn được 2 cặp giống ưng ý. Thời điểm đó, nuôi chuột gương là rất hot, nhưng tôi không nôn nóng. Tôi muốn tìm được chuồng bố mẹ ưng ý nhất rồi mới phát triển mô hình. Bởi chỉ khi chuột gương bố mẹ đáp ứng được các tiêu chí như cân nặng và khả năng sinh sản thì mới cho giống tốt. Anh Hùng cho hay, dù tay ngang vào nghề nhưng nhờ không ngừng học hỏi nên mô hình nuôi chuột gương của anh Hùng bước đầu đem lại hiệu quả cao. Lúc này, ngoài số chuột giống sinh sản của gia đình, ông còn đi nhiều nơi trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long tìm chọn mua những con giống chất lượng về nuôi, thấy mô hình phù hợp có khả năng phát triển. Hai người anh em của anh Hùng cũng chung tay phụ giúp và đầu tư cùng anh nuôi chuột gương. Nhờ đó, mô hình nuôi chuột gương của gia đình anh ngày càng phát triển, quy mô ngày càng được mở rộng, chuồng trại chăn nuôi và kỹ thuật ngày càng hoàn thiện. Năm 2019, gia đình anh Hùng đầu tư hơn nửa tỷ đồng làm chuồng trại để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Anh Hùng xây dựng chuồng trại theo kiểu nhà sàn, phía dưới là hồ, anh nuôi cá rô, cá tra. Đến nay, tổng đàn chuột gương của trang trại anh Hùng đã trên 140 con, trong đó 40 con cái đang trong thời kỳ sinh sản. Nói về thức ăn cho chuột gương, anh Hùng cho biết chuột gương là loài hoang dã nên cũng khá dễ chăm sóc. Thức ăn chủ yếu là chuối và cá phi. Thông thường một con chuột gương trưởng thành một ngày sẽ được cho ăn chuối 2 lần vào buổi sáng sớm và chiều tối, cộng thêm khoảng 150g cá phi. Với tập tính ngủ ngày ăn đêm nên tôi điều chỉnh cho thời gian chuột ăn khá dễ theo thời gian làm việc của mình. Buổi sáng trước khi đi làm tôi sẽ cho ăn, khi chiều tối thì sẽ tiếp tục cho ăn và chăm sóc. Đây là mô hình phù hợp với người đi làm như anh Hùng chia sẻ. Với chất lượng thịt thơm ngon, chuột gương đang được thực khách ưa chuộng và chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để tìm mua. Nắm bắt được điều này, hiện trang trại của gia đình anh Hùng chủ yếu tập trung bán giống và phục vụ nhu cầu nuôi chuột gương đang tăng của người dân. Nếu chăm sóc tốt, từ 8 đến 12 tháng chuột sẽ bắt đầu sinh sản với hơn 200 con chuột giống xuất ra thị trường. Trung bình mỗi năm gia đình tôi thu về hơn 800 triệu đồng. Theo anh, nuôi chuột gương ít rủi ro, đầu ra ổn định và khá nhàn. Những trang trại quy mô hàng trăm con chỉ mất khoảng 3 giờ để cho ăn, cũng như vệ sinh chuồng trại, một con chuột chỉ mất khoảng 4.000 đồng cho 2 bữa ăn. Trong nuôi chuột, chất lượng con giống được xem là yếu tố quan trọng nhất. Khi con giống có chất lượng cộng với kinh nghiệm trong chăm sóc và phối giống thì chỉ trong thời gian ngắn chuồng nuôi có thể nhân giống dễ dàng. Đàn chuột nhà tôi con đực nặng hơn 6 kg, con cái dao động từ 4 đến 5 kg. Với trọng lượng như vậy sẽ cho ra đàn con chất lượng, trong trường hợp bán thương phẩm sẽ được giá cao do được loại 1 trên 2,5 kg trên một con. Anh Hùng chia sẻ, do nhu cầu thị trường rất lớn nên hầu như các thương lái liên hệ trang trại của anh Hùng để tìm mua chuồng giống và chuồng thương phẩm. Nhiều người phải đặt mua chuồng giống trước hơn 10 tháng, nhưng trại chuồng hương của anh vẫn không đủ để bán. Hiện giá chuồng hương giống từ 7 đến 8 triệu đồng trên một cặp để đáp ứng nhu cầu chuồng giống. Thời gian qua gia đình anh đã mở rộng quy mô trang trại, đồng thời khi đáp ứng được nguồn chuồng giống, trang trại sẽ cung cấp thêm nguồn chuồng thịt để tạo sự đa dạng trong đầu ra.